Cơ sở Phi Xuyên Phi Đoàn xin kính chào anh chị thương lái và vịt các tỉnh miền Tây và miền Đông. Cơ sở Phi Xuyên Phi Đoàn của mình ở ấp Mỹ Lưu, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nằm trên đường lộ lớn bệnh viện. Xe tải có thể vô tới tận cửa kho mình để sang hàng, rất là thuận tiện, nhanh chóng và sạch sẽ. Thì anh chị nào có nhu cầu xài vịt xiên thịt thì liên hệ mình số điện thoại bên dưới 0974842805. Vịt xiên mình về mỗi ngày và mình lựa vịt đẹp sẵn cho anh chị. Anh chị ghé kho chỉ cần báo số lượng cũng như là trống máy như thế nào thì mình sẽ để dành cho anh chị, để anh chị ghé kho nhanh gọn và thuận tiện nhất. Còn những anh chị nào ở khu vực miền Tây và miền Đông thì cần xiên thịt mà không thể xuống kho mình cân được thì mình sẽ giới thiệu những cái bạn hàng mà mình sang sỉ ở kho để cho những anh chị đó liên hệ mình để giao vịt cho mình. 542 này. Thì ở kho mình là mình chỉ chuyên sang sỉ cho các xe các tỉnh thôi. Thì anh chị nào cần số lượng ít thì có thể liên hệ mình để mình giới thiệu cho những cái xe này thuộc các tỉnh của anh chị để anh chị nhận hàng. Mình ưu tiên thu lại vịt xiên thịt của bà con nào nuôi giống của mình, do giống mình rất khỏe và lớn con, và đa phần là lông đen chân đen nên mình rất là dễ sang lại cho bạn hàng